quay ruột nó lân cận thì mình không phát hiện ra. Nếu mà mình phát hiện ra thì chúng ta khâu lại trong mổ. Tuy nhiên mình không phát hiện ra thì sau mổ thì những cái vị trí thương tổn đó nó sẽ bị thủng và gây ra viêm phúc mạc, hoặc là sau cái nội soi tiêu hóa, nội soi hoặc là can thiệp bằng nội soi, can thiệp rồi cắt niêm mạc hoặc cắt polyp đôi khi cũng có thể. Rồi bên cạnh đó, để mà chẩn đoán thủng thận rỗng thì mình đã nói ở trên rồi, và cái quan trọng là mình được tìm ra được khí tự do trong một phúc mạc ở bệnh nhân có biểu hiện mà đau bụng cấp rồi lại có hội chứng nhiễm trùng rầm rộ, và quan trọng là đề kháng toàn bộ thành bụng thì chúng ta cần phải tìm thêm cái thứ là có hơi tự do hay không. Nếu mà xác định có hơi tự do đó thì chúng ta chẩn đoán cái viêm phúc mạc toàn thể này là do thủng thận rỗng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cần có thể là xác định thêm nếu mà có dịch ổ phúc mạc mà kèm theo đối với hơi tự do thì cái tỷ lệ là thủng thận rỗng thì nó xác suất nó sẽ rất là cao hơn. Và phần lớn thì chúng ta phát hiện trên hơi tự do trên ổ bụng là chúng ta chụp X quang bụng không chuẩn bị. Cái dấu hiệu quan trọng đầu tiên mà chúng ta nghi ngờ một cái thủng thận rỗng thì các bạn khi nào cũng sẽ cho chụp phim, đó là phim X quang bụng đứng không chuẩn bị. Thì chụp X quang bụng đứng với một cái tia ngang như vậy thì chúng ta cần tìm cái dấu hiệu quan trọng, đó là hơi tự do. Và cái hơi tự do khi mà chúng ta đứng thì chắc chắn nó sẽ tập trung ở vị trí cao nhất, thì cái vị trí cao nhất ở cái vị trí đứng là chắc chắn là dưới vòng hoành, đó vị trí cao nhất trong ổ phúc mạc mà ở tư thế đứng thì đó là dưới vòng hoành hai bên. Thì nếu mà có hơi tự do có một dưới vòng hoành hai bên thì chúng ta xác định đây là liêm hơi dưới cơ hoành và chẩn đoán là thủng thận rỗng. Và cái hơi tự do mà dưới vòng hoành á thì để mà tập trung á thì thường là xuất hiện sau 6 đến 8 giờ. Đôi khi là những bệnh nhân vào viện là sớm hơn. Đó, từ cơn đau, chúng ta tính từ cơn đau đầu tiên cho tới khi vào viện. Đó, cơn đau đầu tiên đó là có biểu hiện thủng. Đó, và đến khi chúng ta vô viện thì khi mà vô viện, nếu mà vô viện sớm thì người ta xác định thời gian khoảng 6 giờ đó, không 6 đến 8 giờ thì thường chúng ta lại móc là 6 giờ là trước 6 giờ là sớm. Nếu mà vô trước 6 giờ thì đôi khi chúng ta chụp phim ra là vẫn chưa thấy được liêm hơi. Đó. Và thứ hai là cần phải tập trung một cái lượng khí cơ bản thì chúng ta mới thấy được, thì người ta đánh giá thì khoảng tầm 20 đến 50 ml khí thì có thể là tập trung và chúng ta có thể thấy được trên hình ảnh của là chụp X quang. Và chụp X quang mà thấy được liêm hơi dưới cơ hoành đó thì không phải là trường hợp nào chúng ta cũng thấy cả, mà khoảng 60-80% thôi, chứ không phải là trường hợp nào chúng ta cũng thấy rõ là có liêm hơi dưới cơ hoành cả. Và nếu mà thấy được liêm hơi dưới cơ hoành thì chúng ta xác định đây là hơi tự do và chẩn đoán là bị thủng thận rỗng. Rồi bên cạnh đó thì đối với một số bệnh nhân mà không viêm phúc mạc nặng đó, mà bệnh nhân không đứng được thì chúng ta chụp tư thế nằm. Thì nếu mà chụp tư thế nằm thì có dấu hiệu nào để chúng ta có thể là phát hiện ra được, thì có thể là có hai dấu hiệu, như dấu hiệu Rittler. Dấu hiệu Rittler là chúng ta sẽ thấy được là cái thanh ruột có thấy được rõ ràng đó. Cái thanh ruột thấy được rõ ràng á, là lý do là nó tạo ra giữa hai cái bọng khí ở trong ruột và bọng khí ở ngoài thanh ruột. Đó, bình thường mà khí ở trong ruột thôi thì chúng ta khó thấy được cái thanh ở ngoài, tại vì cái thanh ở ngoài ấy, thì nó đồng lần với là tổ chức bên ngoài đây, do đó chúng ta chỉ có thấy được khí ở bên trong mà thôi. Do đó khi mà có khí ở bên ngoài ấy, thì mình sẽ thấy được cái thanh ruột này nó sáng rõ hơn. Đó, là nhờ là do cái khí ở bên ngoài thanh ruột kết hợp với khí ở trong thanh ruột, do đó thì chúng ta sẽ thấy rõ cái thanh ruột. Thì đây là dấu hiệu Rittler, đúng không? Thấy được dấu hiệu Rittler đây thì chúng ta hướng tới là một cái hơi tự do ở trong một phúc mạc. Rồi hoặc là dấu tâm giác triangle size. Thì cái dấu tâm giác này thì cũng giống như dấu Rittler đây, thì dấu tâm giác thì là sẽ là cái vị trí, đúng không, của hơi tự do là nó nằm giữa cái ba quay ruột. Đây một quay ruột, đây là thanh của một quay ruột và đây là thanh của một quay ruột. Đó, nó nằm ở giữa ba cái quay ruột thì nó có biểu hiện là cái dấu hiệu tâm giác đây. Đó, khi có biểu hiện dấu hiệu tâm giác đây thì chúng ta xác định đây là cái hơi tự do nằm ngoài thanh ruột. Đó, được tạo bởi là ba cái quay ruột nằm gần người nhau.
Rồi bên cạnh đó thì chúng ta thấy một cái dấu hiệu cũng có thể là khá thường gặp, đó là dấu dây chằng liền. Dấu dây chằng liền thì nó tập trung là bởi khi nó tù ở hai bên dây chằng. Đó, khi nó tù ở hai bên đây. Đó, khi nó tù ở bên vòng hoành bên phải với vòng hoành bên trái đây thì nó chúng ta sẽ thấy được là cái dây chằng liền ở giữa đây. Đó, thì khi nào mà thấy được cái dấu dây chằng liền như thế này á, thì chúng ta xác định đây là có hơi tự do. Đó, do tạo bởi lực hai hai cái khí nó tập trung giữa hai bên. Đó, đây là khí giữa trong lồng ruột với là khí bên ngoài, thì chúng ta cũng giờ đây chúng ta cũng thấy được dấu hiệu Rittler. Đó, rất là rõ. Đó, thì những cái dấu hiệu này giúp cho chúng ta gợi ý là có hơi tự do ở trong bộ phục mạc. Rồi đây là trường hợp là dấu hiệu bóng bầu dục, đó, football sign. Đây là cái quả bóng bóng bầu dục, đúng không? Bóng bầu dục thì ở ở nước ngoài, ở Mỹ người ta cũng gọi là bóng đá đấy, đúng không? Bóng đá có hai loại bóng, bóng đá 11 người đây với thêm người bóng bầu dục đấy, người ta cũng gọi là bóng đá đấy. Thì bóng bầu dục như thế này á, thì thường gặp đối với trẻ em, đó, thường gặp đối với là trẻ em khoang bụng nhỏ thì thủng ruột thì sẽ có cái dấu hiệu football sign đây. Thì đây chúng ta sẽ thấy được, đúng không? Một cái dấu hiệu là thấy được cái vòng ngoài của cơ thành bụng, thấy được cái thành bụng đấy, đó, rõ là do cái hơi tự do, do hơi tự do tập trung quanh ở ở khoang của phúc mạc đấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ được là cái thành thành bụng và cái thành bụng như thế này, không kết hợp với khí bên trong đây, nó tạo ra dấu hiệu là foot bonsai, hay dấu hiệu bóng bầu dục. Đó, thì có dấu hiệu như thế này thì chúng ta xác định là có hơi tự do, có hơi tự do trong ổ phúc mạc, thì thường gặp đối với là trẻ em, chúng ta thường chụp đối với trẻ em. Rồi bên cạnh đó thì hơi tự do thì nó cũng phụ thuộc vào cái vị trí của thùng tăng trọng. Có thể là thùng ở dạ dày tá tràng hay là đại tràng, thì đôi khi cũng có những cái đặc điểm khác nhau. Rồi bên cạnh đó đôi khi thùng ở mặt trước hoặc là thùng ở mặt sau thì sẽ có những cái dấu hiệu khí tự do nó khác nhau. Thì đây là mô tả một số cái đặc điểm, ví dụ như thùng ở hành tá tràng, thùng ở ruột non hành tá tràng hoặc là tá tràng hôi tràng á, thì thường ít khí hơn. Còn thùng dạ dày với đại tràng á, thường chúng ta sẽ thấy là khí nó sẽ nhiều hơn. Đó, tại vì cái khung đại tràng to, dạ dày tất nhiên chứa khí nhiều hơn thôi, thì chắc chắn á, là khi thùng là khí nó sẽ ra nhiều hơn trong một phúc mạc. Rồi bên cạnh đó thì những cái vị trí là thùng ở mặt sau, như là thùng ở mặt sau dạ dày thì sẽ khí sẽ tập trung vào cái chỗ hậu cung mặt nối. Đó, nếu mà hậu cung mặt nối nó thông với là cái khoang bụng, khoang phúc mạc bên ngoài á, thì thông qua cái khe Wind Slow đó, do đó nếu mà khí á, mà vừa phải thì nó sẽ tập trung ở hậu cung mặt nối mà thôi. Tuy nhiên nếu mà khí mà nhiều á, thì nó sẽ tràn ra bên ngoài, thì đôi khi là ngoài ổ phúc mạc vẫn thấy, ngon vừa ở trong hậu cung mặt nối mà vừa ở ngoài ổ phúc mạc vẫn thấy, hoặc là nếu mà vô sớm mà khí ít thôi thì có thể là chỉ có tập trung ở hậu cung mặt nối mà thôi. Rồi bên cạnh đó là thủng có thể là nó vỡ vào sau khoang phúc mạc, thì đó là thủng ở mặt sau của tá tràng. Cái vị trí nào mà cố định á, đó thường là mặt sau tá tràng, đại tràng lên, đại tràng xuống hay trực tràng á, thì nó sẽ vỡ vào cái khoang sau phúc mạc. Do đó thì chúng ta sẽ thấy được khí nó sẽ tập trung ở khoang sau phúc mạc thay vì tập trung ở cổ phúc mạc. Thường khí mà tập trung ở khoang sau phúc mạc á, thì chúng ta sẽ nghĩ tới là thủng mặt sau của một trong số các cái vị trí ở đây. Rồi một số trường hợp đôi khi chúng ta chụp lên mà không thấy được là hơi tự do trong ổ phúc mạc, có ở trường hợp là thủng tầng rộng, thì có thể là một số các trường hợp như là vào sớm, thì khi nãy mình có giới thiệu các bạn thôi, ban đầu thôi, không vào sớm mà trước 6 giờ thì hơi là chưa đủ để mà tập trung ở vị trí cao nhất, hay là chưa đủ để mà nhìn thấy trên được phía X quang. Do đó thì bệnh nhân mà vào sớm thì đôi khi chúng ta là chụp không thấy được cái hơi tự do. Rồi bên cạnh đó là chụp sai cách, đúng không? Chụp sai cách, chụp tư thế chưa đúng hoặc là chưa đủ thời gian. Đó, bệnh nhân là cho năm cái bên năm lên cái chụp, đừng lên cái chụp liền, nó chưa chưa đủ thời gian để mà, không, thường là mình phải cho ngồi 5 phút đó, đừng hoặc là ngồi tư thế Fowler đó 5 phút rồi chụp, lúc là có thời gian.
còn là chụp nhanh quá không đừng mấy năm đó mà chuyển qua tư thế đừng cái là chụp liền thì đôi khi là hơi vẫn chưa đủ thời gian để mà tập trung ở trên cái vòng hoàn nên là mình chụp cũng thấy được. Rồi những cái trường hợp là thủng bít đúng không, thủng bít thì có thể là do lập mờ hoặc là do giảm mạc đó, hoặc là thành ruột nó phù nề, khi mà ruột mà nó thủng á, thì nó phù nề lên thì nó là bịt kín cái lỗ thủng, đối với lỗ thủng nhỏ hoặc là do dịch đúng không, dịch nó nhiều quá thì nó cũng 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 làm bịt lại làm cái khí nó không ra được. Thì những cái trường hợp thủng bít như thế này á, thì cũng có thể là chúng ta sẽ không thấy được là cái hơi tự do ở trong ổ phúc mạc. Rồi những cái trường hợp thủng ở hậu cung mặc nối hay vào khoang sau phúc mạc thì mình sẽ khó thấy được cái hơi tự do mà mình phải tìm ở ở vùng hậu cung mặc nối và tìm ở khoang sau phúc mạc mới thấy được cái hơi tự do này. Thì để giải quyết được những cái trường hợp đó đôi khi chúng ta cần phải là chụp các lớp vi tính. Thì những trường hợp mà rõ ràng trên phim X-quang rồi thì mình không nói, nhưng mà những trường hợp mà chưa rõ ràng thì chúng ta cần phải là đề xuất thêm là chụp các lớp vi tính đối với những cái trường hợp mà nghi ngờ. Thì chụp các lớp vi tính thì cái tiêu chuẩn vàng hơn đúng không, dễ chẩn đoán hơn so với là chụp X-quang bụng. Thì những cái dấu hiệu mà chụp các lớp vi tính để mà xác định được thùng tận rộng thì cũng như là X-quang bụng vậy, thứ nhất là chúng ta phát hiện được là có hơi tự do. Rồi bên cạnh đó là chụp các lớp vi tính nó giúp cho chúng ta có thể xác định được là có dịch, hơi kèm dịch trong ổ phúc mạc thì chúng ta sẽ hướng nhiều tới là một cái thùng tận rộng. Đó, rồi bên cạnh đó là có thành ruột dày, rồi lại thâm nhiễm mạc treo, rồi lại bắc thuộc mạnh ở thành ruột thì giúp cho chúng ta hướng tới là cái thùng tận rộng nó đặc hiệu hơn. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta chụp phim lên để mà phát hiện ra thùng tận rộng. Thì đây chụp phim lên ở tư thế đứng đó thì chúng ta thấy được là hơi tự do, rồi thấy được dấu hiệu của dây chằng liền đó, dây chằng liền rồi thấy được cái dấu Rittler đấy. Rittler đây là thấy được là khí bên ngoài và khí bên trong thành ruột nó rõ lên đó, thì hướng tới một cái thùng tận rộng. Thì trên phim CT thì mình cũng phát hiện, thì đầu tiên á, là mình phải phát hiện ra là cái hơi ở trên bề mặt gan, đây bề mặt gan đây có dịch đó, đây giờ đây là dịch, đây bề mặt gan thì có khí nó rất là lớn đó, ở trước bề mặt gan đây, đây là dấu hiệu của dây chằng liền, như như bên này dấu hiệu của dây chằng liền nó tập trung ở cả là bên phải và bên trái thì chúng ta sẽ thấy được dấu hiệu dây chằng liền rất là rõ đó, và thấy được khí nó tập trung ở trên đây, trên ở tại vì chụp phim CT chắc chắn là chụp ở tư thế nằm rồi đó, do đó mình sẽ thấy khí được ở phía trước của thành bụng đây. Đó, thì đây là dấu hiệu rất rõ ràng để mà chứng tỏ một cái hơi tự do ở trong bụng. Rồi đây là một cụm trường hợp tương tự, thì chụp phim ra chúng ta thấy được gan ở đây đúng không, dày dày bên đây là dày dày gan, đây là túi mật ở đây rãnh của dây chằng liềm đây rồi, thì chúng ta sẽ thấy được không cái hơi tự do ở trước bề mặt gan. Thường trước bề mặt gan là nó như thế này, gan nó sẽ áp sát đến chỗ thành thành bụng trước á, thì mình sẽ có một khoảng trống nhưng mà nó áp sát và chúng ta không thấy khí đúng không? Đôi khi có một lớp dịch mỏng thôi chúng ta không thấy khí gì cả, mà bây giờ có khí trước bề mặt gan thì chứng tỏ đúng không? Đây là một cái hơi tự do đó, một cái hơi tự do trước bề mặt gan thì hướng tới là một cái thùng tận rộng. Và đây là mình sẽ thấy được là cái thành ruột, cái khu vực đấy á, là thành ruột nó dày và nó bắc thuộc lên, nó bắc thuộc rõ lên. Ở khi mà thành ruột dày mà nó bắc thuộc rõ lên như thế này á, cái niêm mạc bắc thuộc rõ lên như thế này á, thì chúng ta nghi ngờ là một cái viêm phúc mạc ở ở đây và nghi ngờ một cái thủng ở đây, gần cái quai quai ruột này. Đó, thì cái vị trí bắc thuộc như thế này á, thì đôi khi là cái đoạn ruột này nó viêm nhiều hơn các đoạn đoạn ruột khác rồi. Thì thường á là cái khu vực viêm nó sẽ nằm gần ở đây. Khu vực thủng nó sẽ nằm gần ở đây. Rồi đôi khi là có một số trường hợp đó là một cái liềm hơi nó khó xác định ở trên trước bề mặt gan, chứ không phải là khi nào cũng dễ xác định đó, cũng rõ ra. Đây các bạn sẽ thấy được bệnh nhân 37 tuổi đây, thủng ở cái dạ dày, thủng ở lẹt dạ dày, đây là dạ dày đây thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được cái bề mặt gan, đó, cái bề mặt trước gan đây thường là nó sẽ áp sát vào cái chỗ thành bụng á. Đó, bây giờ nhưng mà tuy nhiên là có khí nó ít thôi, đó là đôi khi có một cái bóng khí nhỏ nhỏ. Đó, các bạn thấy có một bóng khí nhỏ nhỏ ở đầu mũi tên màu đen đây. Đó, thì đây là một cái hơi tự do ở trong ổ phúc mạc. Có cái bóng khí như thế này là chúng ta đã chẩn đoán một cái thùng tận rộng rồi. Đó, phía trước đây là mỡ đây, mỡ của thành bụng trước rồi, trước cái chỗ cái sinh ức đây. Còn đây là một cái bóng khí trước bề mặt gan.
và có cái bóng khí init như thế này là chúng ta xác định đây là một cái hơi tự do, đôi khi là rất là nhỏ thôi, nhỏ như thế này chắc chắn chúng ta cho phí Bitcoin nên chúng ta cũng thấy được đó, tại vì cái mức độ này nhỏ quá, ít quá. Và thứ hai là chúng ta thấy được cái dây dây đây, cái thanh dây dây nó dày lên và thấy cái mức liên tục ở đây, đây mức liên tục rồi là dịch về khí nó ra đây, khí nó ra và dịch nó ra ở phía trước đây làm cho cái thanh dây dây đây nó dày lên, nó dày, nó phù nề, nó dày lên và thấy được cái sự mức liên tục và hơi dịch nó thoát ra đây. Thì ở đây chúng ta chứng đoán một cái thùng ở mặt trước, nằm ở chỗ mặt trước dây dây và áp sát cái chỗ mặt cán đây, do gán nó áp sát do đó là dịch nó ra đây nữa nên là khí nó bị cản trở nên nó không chưa ra nhiều nơi chỗ ổ phúc mạc, do dịch và dày dày gán nó áp sát lên trên nữa nên là khí nó sẽ tụ ở dưới bề mặt gán đây, và chụp lên CT lên là mình thấy rõ. Đôi khi chụp X quang bụng đứng là chúng ta thấy rõ cái liêm hơi dưới cái hoành, nhưng mà chụp CT lên thì giúp cho chúng ta phát hiện được không hơi tự do rồi phát hiện được cái vị trí thục nó nằm ở dày dày mặt trước dày dày đây. Rồi đây là một trường hợp thủng ở mặt sau dây dây, đây dây dây đây, dây dây ở phía trước đây do thủng nên sẹp. Thì chúng ta sẽ thấy được là đây là ở phía sau mặt sau dây dây là phía ở hậu cung mặt nội. Hậu cung mặt nội thì chúng ta sẽ thấy được khí ở mặt sau dây dây. Là khí đây là nằm ở hậu cung mặt nội. Đây, mặt phía sau dây dây đây, rồi trực tùy là nằm ở đây. Thì đây là hơi tự do và hơi tự do đây là nằm ở hậu cung mặt nội. Do là hơi nó rất là nhiều nên là nó cũng chạy ra đến chỗ là ổ phúc mạc á, mình thấy dây chân liêm đó, đây là ổ phúc mạc. Ổ phúc mạc thì mình thấy cũng hơi cũng nằm ở bên phải, nằm ở bên trái ổ bụng đây. Thì đây là một cái trường hợp thùng tầng độc làm cho thanh dây dây cũng khá dày và hơi xuất hiện ở phía sau đây nữa thì chứng tỏ đây là thùng ở mặt sau dây dây. Rồi đây là một trường hợp là thùng tạ trang do chấn thương, thủng tạ trang do chấn thương, đây là tạ trang đấy, thủng tạ trang do chấn thương thì mình sẽ thấy được là cái hơi tự do nó tập trung ở phía quanh của cái đoạn tạ trang, đây đoạn D3 của tạ trang, và cái dịch đây dịch nó chảy ra đến chỗ hậu cung mặt nội đây, nó tập trung đến chỗ hậu cung mặt nội và hơi tự do nó tập trung ở quanh tạ trang. Thì trường hợp đấy thì chúng ta chẩn đoán một cái thủng, nghi ngờ một cái thủng ở nơi chỗ đoạn D3 tạ trang đây. Rồi một bệnh nhân cũng bị một cái chấn thương bụng, một cái chấn thương bụng vào thì vào viện chúng ta chụp phim lên thì mình thấy ở khu vực vùng bụng bên trái đây, nằm ở chỗ thần đây thì khoảng chắc là đột sống L1. Thì mình sẽ thấy được là khí tự do và dịch, đó khí tự do ngoài 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 thanh ruột, đây là cái thanh ruột nó dày lên, nó bắt thuộc cái thanh, nó bắt thuộc nó dày lên, bên này cũng dày lên, đó đây có hơi cái mức liên tục bên ngoài đi, hơi phù nề mức liên tục, không biết là có thể thủng đây không, nhưng mà trên phim đấy người ta nói cũng không rõ ra, chụp phim mặt cắt ngang đây á, là nó không rõ ra để mà thấy được là cái vị trí thủng, mà thấy được là hơi tự do, những cái ổ hơi tự do nằm ở đây thôi kết hợp với dịch xung quanh đó. Tuy nhiên cái phim bên này á, thì giúp cho chúng ta thấy rõ hơn cái sự mức liên tục, cái đoàn ruột đây nó bị mức liên tục ở đây giữa hai cái mũi tên đây, nó thiếu đi cái sự liên tục và hơi và dịch nó chảy ra giữa hai cái quay ruột đó. Thì quay ruột đây thì mình sẽ thấy được là cái hơi dịch bên ngoài đây kết hợp với hơi dịch bên trong thì mình thấy cái thanh ruột nó dày lên đó. Tuy nhiên nó vẫn còn liên tục, con đoàn ở đây là nó mức liên tục. Thì chụp phim mặt phẳng coronal, đây mặt phẳng ASEAN, mặt phẳng cắt ngang là mặt phẳng ASEAN, còn đây là mặt phẳng coronal, mặt phẳng cắt dọc, mặt phẳng coronal thì mình sẽ thấy được cái vị trí thủng nó nằm ngay đây, khi mà cắt ngang cái đoạn cái quay ruột hồi tràng, hồng tràng ở đây. Rồi một cái trường hợp không, bệnh nhân nam 47 tuổi, một cái thủng đục non thì chụp phim mặt phẳng cắt ngang, chụp phim ASEAN, đó mặt phẳng ASEAN, mặt phẳng cắt ngang đây thì mình sẽ thấy được là cái hơi tự do nằm ở dưới thanh bụng trước đây và có cái hơi tự do đây, đó hơi này nó nằm ở ngoài 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 cái thanh ruột.
Khi mà hơi nằm ngoài thành ruột như thế này á, thì chúng ta sẽ thấy được một cái bóng hơi như vậy. Chứ không phải là trường hợp nào là hơi nhiều cả. Có một số trường hợp là hơi nó ít, nó rất là khó phát hiện. Thì chụp CT lên đúng không? Thì chúng ta đánh giá thì chúng ta có thể là gợi ý ra được là cái hơi ở đây. Và đây á, là chụp phim mặt phẳng ASEAN thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được cái cửa sổ đây nó khác với cửa sổ phía trước. Thì cái slide sau mình sẽ chỉ cho các bạn thấy rõ. Đó. Cái cửa sổ khi nãy là chụp cửa sổ ở đây này. Đây là có ba cửa sổ A, B, C. Đấy. A là cửa sổ của mô mềm. Cửa sổ mô mềm. B là cửa sổ của phổi. Đó. C là cửa sổ của xương. Đó. Thì sẽ ưu thế. Cửa sổ mô mềm thì ưu thế về cái mô mềm. Đó. Cơ đồ gan thận như thế này. Đó. Ruột. Nó thành ruột. Đó. Còn lại cửa sổ phổi thì sẽ ưu thế về khí. Đó. Khí sẽ ưu thế. Đó, còn lại các cơ quan khác là mình thấy nó gần tương tự như nhau không, nhưng mà khí nó sẽ ưu thế hơn. Đó, đặc biệt mở với các cơ quan khác là ưu thế như nhau. Đó, rồi là cửa sổ xương. Cửa sổ xương thì ưu thế xương, thì chụp thì xương thể thấy rõ, các bạn sẽ thấy rõ cái cuộc sống đó, thấy rõ các phân hơn, đó, thấy rõ xương hơn. Đó, còn các cơ quan khác thì mình không thấy rõ. Đó, do đó nếu mà chụp mà đánh giá được cái liêm hơi, cái hơi ở hơi tự do, thì người ta cũng đánh giá là ở cửa sổ phổi đấy, thì giúp cho chúng ta có thể là phát hiện rõ ràng hơn là cả cửa sổ mô mềm hay là cửa sổ xương. Thì chúng ta thấy được một cái hơi tự do nó nằm ở thành bụng trước ở bên phải đây. Đó, ngay bên cạnh của dạ dày đây thì có một cái liêm hơi tự do, nhưng mà chụp ở cửa sổ mô mềm hay là cửa sổ xương thì mình cũng chưa thấy rõ. Nhưng mà đối với cửa sổ phổi á, đó, thì mình sẽ thấy rõ hơn là cái hơi ở đây nằm ở ngoài thành ruột. Rồi có thể là thủng do dị vật. Đó, dị vật thì mình thấy bệnh nhân vô viện, 83 tuổi, vào viện với một cái đau bụng cấp ở vùng bụng trên, CRP 90 đây. Rồi chụp CT lên thì mình thấy một cái quai ruột. Thấy một cái xương, thấy một cái xương nó một cái cấu trúc trong xương vậy đó, nó ở trong cái chỗ hôi tra. Sau đó mình chưa thấy thủng, nhưng mà sau đó thì làm lại thì đau nó không giảm, rồi là CRP nó tăng lên, thì có chỉ định mổ, thì theo dõi một cái thủng tầng rộng và chỉ định mổ. Phim này mình chưa thấy khỉ gì cả. Đó, nhưng mà tình trạng nhiễm trùng nó tăng lên như vậy thì có chỉ định mổ và lấy ra cái cục cái miếng xương ở đây. Và đây là một trường hợp là thủng đại tràng sigma, bệnh nhân nam 74 tuổi. Đấy, chụp phim mặt phẳng cắt ngang, mặt phẳng ASEAN, chụp phim mặt phẳng ASEAN đây. Mặt phẳng ASEAN thì chúng ta sẽ thấy được đúng không? Ở đây là cái xương chậu. Xương chậu thì chắc chắn chụp ở dưới tiểu khung rồi. Đó, ở dưới vùng tiểu khung rồi, và mình thấy có một cái ổ lớn ở đây, một cái ổ ổ dịch lớn ở đây. Đó, và mình thấy thành bụng ở phía trước. Đấy, thành bụng ở phía trước thì mình thấy thấy thành bụng bên này, thành bụng bên này á, là nó gồ lên đúng không? Lập mỡ đây, là lập mỡ đây, lập cơ đây, lập da ở ngoài đây, thì mình thấy lập mỡ với lập cơ với lập 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 da là nó bị đè xẹp lại, lập mỡ đây là bị đè xẹp lại đó. Bên này các bạn sẽ thấy lập mỡ. Đó, lập mở đây là nó cũng có một cái khoảng cách, còn bên đây là cái khối này nó chèn lên đó, nó đè xẹp lập mở và làm cho cái khối đấy á, làm cho cái thành bụng đấy á, nó gồ lên đó. Do đó đối với trường hợp đấy, cái khối này á, chắc chắn là chúng ta khám bụng chúng ta sẽ sơ thấy được cái khối này, khối nằm bên chỗ hồ chậu bên trái đây đó, một cái khối rất là lớn nằm bên hồ chậu bên trái đây, thì mình sơ bụng chắc chắn là sơ thấy được cái cảm giác của cái khối này đó. Còn bên phải thì bình thường. Thì cái khối đấy là một cái đoạn đại tràng sigma, một cái đoạn đại tràng sigma nó thủng đó. Khi nó thủng á, thì nó tạo ra một cái ổ áp xe ở dưới hồ chậu trái đây. Ổ áp xe này là có dịch phía dưới, có mức hơi dịch, có dịch phía dưới rồi có khí ở phía trên đây đó, tạo ra một cái ổ lớn đó ở phía sau cái đại tràng sigma mà thanh sau mà làm. Các bạn sẽ thấy là đây cái mặt treo nó đồn luôn cái mặt treo lên đó, làm cho cái đại tràng sigma nó gồ lên trên đây, tạo ra một cái ổ áp xe. Ở ngộ ổ áp xe vừa khí vừa dịch nó nằm ở bên cạnh cái thủng của cái đại tràng sigma. Rồi đây là một cái trường hợp, đó một cái trường hợp là thủng
thủng trực tràng. Thủng trực tràng mà đây trực tràng mà do thủ thuật, thủng trực tràng do thủ thuật, đôi khi là mình biết làm cái gì nhưng mà đây là thủng trực tràng là do thủ thuật. Thủ thuật thì có à, thọ do là bác sĩ can thiệp ấy. Có thể là do là phẫu thuật, do nội soi can thiệp hay là do sinh thiết chứ chẳng hạn đó, thì do cái đấy là một cái thủng tá tràng không, do cái có cái sự can thiệp ở phía trước đó rồi mà mình cũng gọi là can thiệp cái gì đó. Thì sau khi mà can thiệp xong ấy, thì bệnh nhân có biểu hiện đau thì chụp phim ra thì thấy được không, một cái khuyết, một cái khuyết cái chỗ trực tràng đây, nằm ở bên phải của trực tràng đây, và khí nó thoát ra đó, thông qua lỗ khuyết này khí nó thoát ra, và chụp phim đến cao thêm một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy được là hơi tự do nằm sau ổ phúc mạc đó. Đây là và nơi chỗ khoang khoang thận đây, ở khoang thận và khoang nơi chỗ động mạch chủ với tĩnh mạch chủ bụng đây đó, là cái khoang này là khoang sau phúc mạc đây, tùy ở phía trước đấy thôi đó. Thì các bạn sẽ thấy được là hơi tự do, hơi tự do ở khoang ở phía sau phúc mạc là do thủng từ từ trực tràng rồi, hơi tự do nó bóc tách, nó bóc tách và nó di chuyển lên đến chỗ là ở phía trên lúc khoang sau phúc mạc, ở từ tiểu không lên đến chỗ tới khoang trực thận lúc khoang quanh thận đó. Thì các bạn sẽ thấy được khí khí nằm ở khoang quanh thận đây rồi nằm đó rụng thận, rồi lại nằm ở cạnh đến chỗ động mạch chủ và tĩnh mạch chủ bụng đây đó. Thì chứng tỏ đây khí, đây là khí của hơi tự do của khoang sau phúc mạc, và cái lỗ thủng là từ cái trực tràng đó, khi nó đi lên ở khoang sau phúc mạc. Chắc chắn những cái trường hợp này chúng ta chụp phim X quang lên chúng ta không thấy được cái liêm hơi thôi, hoặc là khó thấy cái hơi tự do trong ổ phúc mạc chúng ta phát hiện ra được, thì bắt buộc chúng ta phải chụp CT đúng không? Chụp CT để mà phát hiện ra, thì giúp cho chúng ta có thể đánh giá được những trường hợp mà khó phát hiện trên X quang bụng. Rồi trên đây là một số cái hình ảnh cơ bản, một số cái trường hợp giới thiệu cho các bạn trong chẩn đoán một cái thùng thận rỗng. Rồi, các bạn có đặt câu hỏi gì, có muốn thảo luận gì không? Đó, ở trường hợp đấy á, thì mình giới thiệu cho các bạn là cách thức để đánh giá hơi tự do trong một phút mà. Tại vì một cái thùng thận rỗng vào viện á, thì chắc chắn là một cái viêm phúc mạc. Một cái viêm phúc mạc thì chúng ta dễ khám rồi. Viêm phúc mạc là có là phản ứng thành bùng, và thứ hai là có dấu hiệu nhiễm trùng. Đó, một cái cơn đau đột ngột vào viện với một cái viêm phúc mạc. Thì chúng ta phải xem cái thử là bệnh nhân có bị thủng thận rỗng hay không. Đó, nếu mà thủng thận rỗng á thì chắc chắn là chúng ta mổ. Đó, còn lại đôi khi mà một cái viêm phúc mạc, như là chúng ta loại trừ viêm phúc mạc do viêm tụy cấp. Đó, thì đôi khi thì những cái viêm phúc mạc do viêm tụy cấp thì chúng ta chỉ có điều trị nội khoa mà thôi. Bạn chú Thăng Long có đặt câu hỏi. Làm sao để phân biệt đề kháng thành bùng, phản ứng thành bùng, cảm ứng thành bùng, cảm ứng phúc mạc? Rồi thì bạn đặt câu hỏi như vậy thì cũng có rất nhiều thuật ngữ đúng không? Cũng có rất nhiều thuật ngữ các bạn đề ra. Thì thứ nhất là mình làm rõ đúng không? Làm rõ. Em đặt ra bốn cái này thôi đúng không? Hay là nhiều nhiều cái hơn nữa? Đó, thứ nhất là đề kháng thành bùng với phản ứng thành bùng thì là như nhau đúng không? Đề kháng thành bùng hay phản ứng thành bùng thì chúng ta xác định là như nhau đó, là cũng là một cái phản ứng thành bùng cả, và khám nó như nhau đó, là khi mà chúng ta mà ấn xuống cái vị trí đau, có thể là đề kháng và phản ứng thành bùng thì có biểu hiện là viêm phúc mạc đó. Viêm phúc mạc thì có thể là viêm phúc mạc toàn thể hay là viêm phúc mạc khu trú đó. Viêm phúc mạc khu trú á thì chúng ta chỉ có khám thấy được phản ứng thành bùng tại vị trí đó thôi, còn lại vị trí xung quanh á là bình thường chúng ta không thấy phản ứng đó. Còn nếu mà viêm phúc mạc toàn thể á là chúng ta sẽ khám là thấy được phản ứng toàn bộ bùng thì là gọi là viêm phúc mạc toàn thể. Còn mà khu trú thì ví dụ viêm phúc mạc ở hố chỗ phải thì mình chỉ có khám thấy được phản ứng thành bùng ở hố chỗ phải mà thôi, còn các vị trí khác á thì chúng ta khám bùng mê bình thường không có phản ứng đó, thì nó khu trú một chỗ. Thì cái khám thì cũng như nhau, để khám về phản ứng khám như nhau, chúng ta xác định vị trí đau rồi lại
ấn tay nhẹ nhẹ xuống, ấn tay từ từ, ấn từ nóng cho tới sáu đó, thì bệnh nhân sẽ đau dần, và tới khi mà bệnh nhân mà đau quá mà sẽ có biểu hiện là đề kháng lại đó, đề kháng hoặc là có phản ứng lại, là biểu hiện bằng bệnh nhân là gồng cơ bụng, gồng cơ bụng nó gồng lại đó, và bệnh nhân có biểu hiện đau, đau là bệnh nhân nhăn nhăn mặt kiểu đau hoặc là gạt tay người khám ra đó, thì đó là dấu hiệu phản ứng thành bụng dương tính đó. Thì khi mà khám được như vậy thì dấu hiệu phản ứng thành bụng dương tính, và trong trường hợp là viêm phúc mạc, cảm ứng thành bụng, cảm ứng phúc mạc đó, cảm ứng thành bụng là đối với những bệnh nhân là tăng cảm giác đó, đau bụng cũng có thể là viêm phúc, có thể là viêm nhiễm cơ quan gì đó, nhưng mà đối với những cái trường hợp là bệnh nhân là tăng cảm ứng đó, đối với bệnh nhân nhạy cảm đau quá, tăng cảm ứng quá, là khá bằng cách mình sờ vô thành bụng là đau rồi, cứ đụng vô da là đau rồi đó, cứ sơ sơ gọi là cái này gọi là cảm ứng thân bụng, phải là gọi là cảm ứng da thôi đó, cảm ứng da, còn cảm ứng thân bụng thì chắc cũng có cái thuật ngữ này, cảm ứng da đó, sơ vô da cái lần đau rồi đó, thì đối với bệnh nhân tăng tăng cảm ứng. Còn mà cảm ứng phúc mạc, cảm ứng phúc mạc đó, cảm ứng phúc mạc thì nó khác so với là phản ứng thân bụng hay đề kháng thân bụng, là khi mà có thể là có trường hợp là viêm phúc mạc đó, thì nó sẽ là gây ra đau, nó gây ra đau thì đau đó là chúng ta xác định đó là cảm ứng phúc mạc, và đau này á là khi mà chúng ta khám vào, chúng ta ứng vào thì bệnh nhân có biểu hiện là ứng từ từ xuống, thì bệnh nhân có biểu hiện đau tăng, đau có thể tăng hơn một chút nhưng mà không có biểu hiện phản ứng thân, không có biểu hiện phản ứng lại, là thành bụng không có co cứng, thành bụng vẫn mềm, chúng ta ứng xuống là bệnh nhân cũng có biểu hiện là đau, đau có thể tăng lên một chút đó. Thì cảm ứng phúc mạc á thường là ở những cái trường hợp có thể là vô sớm quá không, hoặc là có thể là nặng quá đó, thường là nặng quá khi mà mất phản ứng rồi, là bệnh nhân coi như là đôi khi nhiễm trùng nặng quá rồi, bệnh nhân coi như là bụng coi như giãn ra hết rồi, bụng mềm, khi mà bệnh mà co cứng một thời gian á, mà nhiễm trùng nặng hơn nữa thì bụng nó sẽ mềm lại đó, khi bụng mềm lại thì chúng ta khám thì chúng ta sẽ không có phản ứng thành bụng nữa, mà chúng ta ứng vào là bệnh nhân cũng có biểu hiện đau tăng lên như vậy đó, tăng lên nhẹ thôi, thì đó gọi là cảm ứng phúc mạc. Đó thì đó là bốn cái dấu hiệu mà em đặt ra đó, thì mình giải thích qua như vậy. Bạn Lê Thị Ngọc Thủy có đặt câu hỏi: vì sao bệnh nhân thùng thận rộng đến sớm triệu chứng đau bụng nhiều với co cứng thành bụng rõ nhưng đến muộn thì ít hơn? Thì không biết là định 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 sớm em gọi như thế nào, gọi là định sớm đúng không? Đến đến sớm, đến sớm thường là triệu chứng, ví dụ đến sớm trước 6 giờ, đến sớm mà trước 6 giờ á, thì các em biết đến sớm trước, khi nãy là mình đã giới thiệu rồi, đến sớm mà trước 6 giờ á, thì nó không có, thứ nhất là chưa chưa có hơi tự do đúng không, bên cạnh đó là chưa có biểu hiện viêm viêm phúc mạc đó, và nếu mà có biểu hiện đau đấy á, là có thể là viêm phúc mạc do phản ứng, gọi là do phản ứng hóa học á, viêm phúc mạc hóa học á, là do là dịch dài dài dịch viền ra đó gây ra đau, thì đau như vậy là đau đau chưa đến mức lần nặng, đau nhẹ nhàng thôi, do đó mình khám đôi khi cũng có phản ứng thành bụng, mà thường á, là sau 6 tiếng á, thì bắt đầu vi khuẩn nó mới phát triển đấy, vi khuẩn nó mới phát triển lên và nó gây ra viêm phúc mạc do vi khuẩn đó, khi mà viêm phúc mạc do vi khuẩn á, thì mới tình trạng viêm phúc mạc nó mới nặng lên, và thứ hai á, là sau đó nó mới lan tỏa, nó mới viêm phúc mạc nó mới lan tỏa ra, ban đầu nó khu trú rồi sau đó nó sẽ lan tỏa ra thực ra cả thành bụng, khi mà lan tỏa ra cả thành bụng rồi á, thì chắc chắn á, là triệu chứng đau nó sẽ tăng lên đó, ban đầu chỉ có phản ứng tại chỗ rồi sau đó phản ứng toàn bộ bụng, và để sau nữa là bệnh nhân sẽ dẫn tới là co cứng thành bụng đó. Đôi khi bệnh nhân vào viện sớm á, không phải sớm mà cũng không phải là muộn, thì đôi khi là bệnh nhân là chứ có cứng thành bụng thì chúng ta khám là có phản thành bụng đó, phản thành bụng là bụng mềm nhưng mà chúng ta khám vào á, là có phản ứng, nhưng mà tình trạng viêm nặng lên nữa thì sẽ dẫn tới là có cứng thành bụng đó, có cứng thành bụng là viêm nặng quá, bệnh nhân không phải khi muốn công công bụng cả, chứ không phải để khi chúng ta khám vào thì mới công bụng đó, khi chúng ta khám ứng vào đau quá thì bệnh nhân mới công bụng, đây là trường hợp bệnh nhân đau quá rồi, viêm nhiều quá rồi, bệnh nhân phải gông cái bụng luôn đó, thì đó là cái tình trạng coi như nổi bật nhất của là viêm phúc mạc toàn thể do thùng thận rộng
Rồi tuy nhiên là đến giai đoạn muộn đó, giai đoạn muộn á thì chắc chắn á, không giai đoạn muộn thì bệnh nhân có như gồng mãi thiên thể nào mà sức mà gồng huyết không đáp ứng mãi như vậy được đó, thì bệnh nhân á, là lúc nữa là nó gọi là bệnh nhân có như có thể là thành bụng nó giống như là nó mệt quá rồi đó, nó mệt không thể nào mà gồng mãi như được đó, thì nó sẽ giãn ra và nó mất trương lực đó, mất trương lực thì giai đoạn đó là nhiễm trùng nặng hoặc là nhiễm nhiễm trùng nặng quá rồi, bệnh nhân còn đáp ứng kích thích đối với gồng cơ bụng nữa, hoặc là bệnh nhân có như là có thể là đi vào dấu hiệu sốc rồi, thì lúc đó thì chúng ta sẽ khám là không có phần thân bụng rõ nữa mà chúng ta khám là bụng rất là mềm đó, nhưng mà ứng vào đau rất là khó chịu, đó là cái giai đoạn muộn đó. Giai đoạn muộn khi này em có em muốn hỏi là giống như là lúc nào hắn có hắn từ từ phản ứng thành bụng qua co cứng thành bụng rồi xuống lại là cảm ứng phúc mạc đó, cứ cơ bản là như vậy, nói cho em hiểu. Rồi bà Trần Nhật Huy có đặt câu hỏi dấu hiệu Rittler, dấu hiệu tam giác chụp bụng đứng cũng có thể ngon, cũng có thể là chụp X-quang bụng đứng, cũng có thể là thấy được cái dấu hiệu này, nhưng mà khi nằm á, thì sẽ rõ hơn, còn khi đứng á, thường là sẽ tập trung tại vì khí hơi tự do sẽ tập trung ở phía ở trên cái chỗ là vòng hoành, nên á, là mình sẽ thấy là hơi tự do nó liêm hơi dễ cơ hoành là dấu hiệu đặc trưng hơn. Còn lại khi chụp chụp tư thế nằm á thì mình sẽ không thấy được là cái liêm hơi dễ cơ hoành, mà mình sẽ nhận biết hai dấu hiệu này, còn lại cũng có thể thấy được đó, nhưng mà cái tỷ lệ thấy sẽ thấp hơn so với tư thế nằm. Bà Nguyễn Xuân Công có đặt câu hỏi trong chấn thương bụng nếu kết hợp vỡ tăng đặc thùng tăng rộng thì thái độ xử trí như thế nào, có thứ tự gì ưu tiên không ạ? Thì chấn thương tăng đặc á, thì chúng ta mổ là tùy theo cái phân độ và tùy theo cái phân độ trên CT, phân độ vỡ tăng đặc trên CT, và thứ hai là tùy theo huyệt động đó, nếu mà huyệt động không ổn thì chúng ta phải có chỉ định mổ. Còn đối với thùng tăng rộng á, thì đã chẩn đoán thùng tăng rộng thì chúng ta phải mổ, không có phân độ gì đấy cả, nói chung thùng tăng rộng là phải mổ đó, nhiễm trùng nhẹ hay nhiễm trùng nặng chí đúng không, nhiễm trùng nặng mà xong thì chúng ta phải hồi sức, còn lại đúng không, đã thùng tăng rộng rồi đúng không, đã có hơi tự do rồi là phải mổ đấy, thì đối với vỡ tăng đặc hay thùng tăng rộng thì chúng ta cũng phải mổ đó, nếu mà kèm theo thùng tăng rộng thì chúng ta phải phải mổ để mà xử lý cái tăng rộng này đó. Bên cạnh đó thì mình bao mình cũng đánh giá thêm cái vỡ tăng đặc, nếu mà vỡ tăng đặc mà cần xử lý thì mình xử lý, còn mà thấy mà ổn định thì không cần xử lý, thì đôi khi vỡ dự báo không cần xử lý gì cả thì chúng ta để nguyên như vậy đó, còn mà thấy mà vỡ vào mà chúng ta thấy mà đang chảy máu, cái vị trí tăng đặc đang chảy máu như vậy thì mình phải xử trí để mà khâu cầm máu lại. Còn lại nếu mà trong những cái trường hợp á, mà ví dụ đôi khi em đặt câu hỏi, ví dụ trong trường hợp là cũng vỡ tăng đặc cũng nặng cũng có chỉ định mổ, rồi thùng tăng rộng cũng có chỉ định mổ, thì thứ tự ưu tiên thì ưu tiên khi nào vào chúng ta phải cầm máu trước đó, nếu mà hai trường hợp này á, là đều có chỉ định mổ luôn, trường hợp không cả hai trường hợp đều nặng cả thì chúng ta vào chúng ta phải ưu tiên là cầm máu trước đó. Thùng tăng rộng thì đôi khi là thủng nhiều lỗ đúng không, chúng ta phát thấy được thủng lỗ thủng chúng ta để yên động được đúng không, chúng ta tìm có thử bao nhiêu lỗ thủng cũng được đúng không, chúng ta vào chúng ta thấy được thùng tăng rộng thì cái để yên như vậy, mà cái quan trọng nhất á, ở trường hợp này là chúng ta phải tìm được vị trí chảy máu đó, nguyên tắc mà tìm được vị trí chảy máu chỗ nào thì chúng ta phải cầm máu rồi bắt đầu tìm tiếp đó, khi mà chúng ta loại trừ hết các vị trí chảy máu rồi thì lúc đó chúng ta mới xử lý cái vị trí thùng tăng rộng. Bạn Quang Huy có đặt câu hỏi là trường hợp có liêm hơi dễ cơ hoành nhưng không phải thùng tăng rộng, trường hợp cũng có một số cái trường hợp ví dụ như là thùng như là cái quai đại tràng có hội chứng chứ mình quên tên hội chứng thì nước ngoài thì mình quên tên rồi, nhưng mà cái quai đại tràng nó vắt lên không, đôi khi là chụp mà cái quai đại tràng nó vắt lên trên á đó, cái quai đại tràng ngang á mình vắt lên trên trực trực bề mặt gan á đó, đôi khi là mình chụp ra mình tưởng liêm hơi dễ cơ hoành nhưng mà đó là cái đại tràng ngang đó, đại tràng ngang nó vắt lên trên chỗ trên bề mặt gan, giữa bề mặt gan với dễ cơ hoành á
Đó, thì đôi khi mình chụp lên mình thấy là cái hơi, và cái hơi đó là hơi trong cái đại tràng ngang đó. Và thứ hai á, là sinh khí, có đôi khi là bệnh nhân nhiễm một số cái trường hợp mà nhiễm một số cái viêm viêm trong ổ bụng á, mà vi khuẩn sinh khí á, thì nó cũng tạo ra một số cái hơi tự do, nó cũng hơi tự do do vi khuẩn sinh khí đó, có thể viêm phúc mạc nó đó nguyên phát nó tại chỗ, rồi một số loại vi khuẩn đó nó cũng sinh khí, đôi khi là nó cũng tạo ra khí nhưng mà nó không có dịch đó, nhưng mà nó cũng tạo ra khí ở, ở trong ổ bụng, nhưng mà trường hợp này khá hiếm, nói chung rất là hiếm luôn đó. Đôi khi chúng ta mổ vào chúng ta không thấy, trường hợp lỗ thủng cũng thấy dịch đục chứ cả, thấy có khí nhưng mà không thấy dịch đục chứ cả đó, chúng ta hướng tới đôi khi có ít dịch đục chúng ta hướng tới không, nhưng mà tim không thấy lỗ thủng thì mình hướng tới một cái viêm phúc mạc nguyên phát, đôi khi do vi khuẩn sinh khí nó gây ra đó, thì nhưng mà rất hiếm, rất hiếm gặp trên lâm sàng, thì có một số trường hợp như vậy để mà nó phân biệt về thủng thần trọng. Rồi bạn Huỳnh Thị Nữ có đặt câu hỏi: đề kháng thành bụng gặp trong viêm phúc mạc thì trong trường hợp nào khác không? Thì đề kháng thành bụng là phản ứng thành bụng đó, nói chung là phản ứng thành bụng, phản ứng thành bụng thì gặp trong biểu hiện là trong viêm phúc mạc đó, khi mà gặp phản ứng thành bụng thì đó, đây là dấu hiệu đặc trưng của cái viêm phúc mạc. Đó, chứ mình chưa thấy là trong trường hợp một khác cả. Bạn Cao Duy Lâm có đặt câu hỏi: co cứng thành bụng với cảm ứng phúc mạc thì cái nào nặng hơn? Thì tùy theo cái mức độ, thì có các sách như sách sách ở Sài Gòn hay sách ở Hà Nội gì đó mình không nhớ, nhưng mà người ta như là người ta đặt luôn, người ta đặt luôn là cảm ứng phúc mạc có nghĩa là viêm phúc mạc giai đoạn muộn đó. Khi viêm phúc mạc giai đoạn muộn á, là khi đó là cái thành bụng nó mất cái sự đề kháng lại, đúng không, đối với cái sự nhiễm trùng rồi đó, do đó không có cái sự đề kháng nữa, nó sẽ dẫn tới là biểu hiện nó rất là nhẹ, đó là cảm ứng phúc mạc. Chúng ta ứng vào thì nó không có phản ứng mà nó có cảm ứng đau thôi đó, thì nó sẽ nặng hơn so với co cứng thành bụng. Nhưng mà cái cảm ứng phúc mạc đây mình thấy không, nếu mà cái triệu chứng như vậy á, thì vô ở giai đoạn sớm mà khi mà chưa có phản ứng thành bụng á, thì mình ứng vào thì cũng có bị chuyện đau như vậy đó. Thì nhưng mà sau này á, không thì bắt đầu á, thì nó nặng lên á, thì mới có phản ứng thành bụng đỏ và có co cứng thành bụng đỏ đó. Thì các bạn cứ hiểu được cảm ứng phúc mạc là khám như thế nào là có biểu hiện cảm ứng phúc mạc đó. Còn lại mà để mà xác định xem có thử mà viêm phúc mạc nặng, cái nào nặng hơn, thì mình phải kết hợp là nhiều vấn đề nữa, chứ không phải chỉ có chắc cái khám này mà thôi, mà các bạn phải đánh giá về cái thời gian rồi mức độ nhiễm trùng bệnh nhân nó như thế nào đó. Nếu mà mức độ nhiễm trùng mình nhẹ thì khác, thì cái đi nhẹ hơn đó. Còn nếu mức độ nhiễm trùng mình nó nặng á, mà khám như thế này á, thì chứng tỏ là nó nặng hơn đó, do đó là mình nghĩ đúng không, hai cái này thì nếu mà khám ra thì cũng khó mà đánh giá, nhưng mà phải kết hợp đó, phải kết hợp thêm là các cái dấu hiệu khác như là cái thời gian không, cái thời gian ở nhà là dài hay là ngắn, hay là vô sớm hay vô muộn, và thứ hai là tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân như thế nào đó. Nếu mà cảm ứng phúc mạc này mà giai đoạn muộn thì chắc chắn tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân rất là nặng, nó có nguy cơ sốc nhiễm trùng rồi đấy. Vô là bệnh nhân đôi khi là lỡ mỡ kích thích vật vã, nó không đáp ứng, mình gọi đôi khi là trả lời cũng được, trả lời cũng đúng được đó, thì lần khác. Còn lại vô bệnh nhân tỉnh táo, vô tỉnh táo dấu hiệu nhiễm trùng rồi nhẹ, mình linh hoạt, mình hoặc cái chi trả lời nấy là nhẹ hơn đấy, thì như vậy. Rồi bà Ngọc Phan thì Như Quân có đặt câu hỏi: trên siêu âm có thấy được lỗ thủng? Trên siêu âm cũng có thể thấy được lỗ thủng, đúng không, cũng có thể thấy được hơi tự do và cũng có thể thấy được lỗ thủng, nhưng mà rất là khó, đúng không, thấy được thì vẫn thấy được nhưng mà rất là khó, tại vì các bạn biết đúng không, khí là
cái kẻ thù của siêu âm đúng không? Thế ông mà có khí cái là cản trở liền đó. Do đó là nó tỷ lệ ngon đặc hiệu nó khó quá, do đó người ta cũng ít khi sử dụng ngon siêu âm để mà đánh giá được cái lỗ thủng, mà đa phần là chúng ta phải chụp CT cả. CT là cái tiêu chuẩn vàng rồi đó. Còn lại ở nơi nào không có CT thì mình cũng dựa vô X quang kết hợp với dựa vô siêu âm đó. Siêu âm mà mày có các thầy giỏi thì cũng là đánh giá cũng khá tốt, nhưng mà thực ra là siêu âm là cái khó nhạy nhất đó. Trong ba cái thì cái siêu âm xong rồi đến cái X quang rồi đến cái CT đó. Hoặc là cái siêu âm với cái X quang cũng tương tự như nhau và nếu mà được thì nên chụp CT, còn nếu mà không không có CT thì thôi mình phải chấp nhận là dựa trên cái X quang và trên siêu âm. Và khi mình đã dựa trên siêu âm rồi thì cũng nên tin tưởng không, họ đọc gì thì cũng cũng nên tin tưởng kết hợp với lâm sàng nữa. Nếu gần đây bệnh nhân có mổ nội soi có bơm hơi ổ bụng thì hơi tự do thủng tầng rộng, có thể hơi tự do mà không do thủng tầng rộng. Có thể là bệnh nhân có thể là mổ mổ có thể mổ nội soi hoặc mổ mở gì cũng vậy đó. Mổ nội soi hay mổ mở gì thì mổ xong cũng cũng sẽ có hơi hơi thì hơi trong ổ phúc mạc ạ. Đó, mổ mở thì cũng có hơi, mà mổ tự do thì cũng có hơi đó. Mổ tự do mổ nội soi đó, mổ nội soi xong thì mình nguyên tắc mình cũng phải ép hơi, tất nhiên mình không ép hết được nhưng mình phải cố gắng ép hơi xả hơi ra càng nhiều càng tốt. Nếu mà các bạn mà để cái hơi đó là hơi CO2 không, các bạn mà để hơi đó mà càng nhiều á, thì càng lên đến chỗ là ngắt gan ngắt thận không, cách ngắt gan đến chỗ lá gan với lá lách đó, thì nó gây ra đau đau nhất rồi ế bả vai đồ nữa. Nhiều người nói mổ xong ế bả vai rồi là đau nhất ở hai bên đại phổi đó, thì do là mổ xong mà không ép hơi ra, là không ép hơi ra thì để hơi nhiều á, thì gây kích thích lên chỗ cái phúc mạc ở đó. Đó, do đó khi thường mổ xong ấy, người ta cũng cố gắng ép hơi. Tuy nhiên ép như thế nào thì chắc chắn mổ xong là vẫn còn hơi ở trong ổ bụng thôi. Đó, mổ nội soi hay mổ mở cũng vậy, không mổ xong đều có hơi cả. Và thường á, là trong vòng 7 ngày. Thường là hấp thu á, thì các sách á, thì đưa ra trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày á, thì hơi nó hấp thu hết. Nhưng mà tùy theo cái mức độ hấp thu là tùy theo cái mức độ thể trạng của bệnh nhân. Nếu mà bình thường là hấp thu hết, tuy nhiên có một số người đôi khi hấp thu sớm hơn, hoặc là có những người mà yếu quá, thể trạng nó yếu quá thì tức gọi là có thể là đôi khi là cái măng cái hấp thu của cái phúc mạc là nó giảm hơn, do đó đôi khi là hơi nó sẽ là lâu hấp thu hơn, còn bình thường là trong vòng 7 ngày đấy. Thì bây giờ bạn đặt ra câu hỏi là làm sao phân biệt được cái thùng tầng rộng đó. Thì bây giờ như vậy á, thì tất nhiên là khám là mình sẽ dựa vô nhiều cái rồi, thùng hay không á, không ví dụ do khám xong rồi có do hoặc là do tai biến trong mổ chẳng hạn đó, thì có thể có thùng hay không, thì tất nhiên mình dựa vào tình trạng nhiễm trùng rồi tình trạng viêm phúc mạc nữa đó. Còn các bạn nói dựa vô hơi tự do thì mình phải theo dõi hơi đó, mình phải chụp phim lên lần đầu và so sánh đối chiếu với phim lên lần thứ hai đó, và so sánh quay thử là mức độ hơi nó có tăng lên hay không đó. Nếu mà chụp phim lần đầu mà như vậy mà chụp phim lần thứ hai mà nó vẫn như vậy á, thì đôi khi là chưa phải. Tuy nhiên nếu mà chụp phim lần đầu lên mà so sánh lần thứ hai mà khi mà nó tăng lên thì chứng tỏ là có thùng tầng rộng đấy, là chứng tỏ là có hơi do thùng tầng rộng đó, nó làm tăng lên. Còn lại thì không thể nào mà tự nhiên được mà hơi tự nhiên được mà tăng lên so với trước hoặc là sau sau khi phim thứ nhất và phim thứ hai. Còn tất nhiên là chúng ta phải dựa dựa trên thêm cả là khám bụng và cái tỷ lệ nhiễm nhiễm trùng nữa. Bạn Huỳnh Thị Nữ có đặt câu hỏi: bệnh nhân vô viện trước 6 giờ nghi ngờ thùng tầng rộng thì mình ưu tiên chỉ định xét nghiệm gì? Bệnh nhân vô viện trước 6 giờ thì khi nãy mình có nói rồi, bệnh nhân vào viện trước 6 giờ thì chắc chắn là khám khám bụng sẽ không rõ và tình trạng toàn thân cũng không rõ, tại vì lúc nãy chưa có nhiễm trùng, chưa có phản ứng thành bụng, do đó mình khám bụng vẫn mềm, dấu hiệu nhiễm trùng nó có thể là nhẹ mà thôi chứ nó cũng rõ, và chắc chắn chụp phim lên đó là cũng rõ
là chụp phim X quang hay là chụp phim CT lên thì cái tỷ lệ mà phát hiện ra khí á, nó cũng khó. Do đó đối với những cái bệnh nhân á, mà thường á, mà bệnh nhân vào viện mà chúng ta nghi ngờ thùng thận rỗng nhưng mà chúng ta khám bụng á, mà mềm đấy, khám bụng mềm và thứ hai á, là cái nhiễm trùng nó chưa cao thì thường á, là các bạn sẽ thấy được có thể người ta chẩn đoán là thủng dạ dày tới sớm hoặc là thủng bít đó, thủng bít, thủng tới sớm hoặc là thủng bít. Và những trường hợp này á, thì thường là người ta sẽ cho chỉ định là điều trị nội khoa bảo tồn và theo dõi đó, theo dõi là theo dõi tình trạng nhiễm trùng và theo dõi tình trạng phản ứng bụng. Nếu mà có tình trạng nhiễm trùng nó tăng, có phản ứng bụng thì mình phải chụp phim đấy, chụp phim CT. Còn lại nếu mà nó ổn ngon, tình trạng ổn thì chúng ta cứ duy trì điều trị nội khoa, chắc chắn là mình chỉ định chụp sớm thì cũng thấy gì cả đó. Trước 6 giờ mình vào các bạn đôi khi chỉ định chụp CT thì mình cũng thấy cái chưa chưa thể hơi gì cả đó. Cho đó thì đối với những cái tình trạng đó thì chưa có chỉ định để mà chụp CT đó, thì mình cứ điều trị bảo tồn thôi, các bạn cứ điều trị bảo tồn, điều trị hụt hụt liên tục với điều theo kiểu thay lo. Bạn Trần Quang Huy có đặt câu hỏi, trong trường hợp cảm ứng phúc mạc làm sao mình phân biệt với một cái đau bụng thông thường? Các bạn đừng, thì khi nãy mình có nói rồi không, đây là cảm ứng phúc mạc là một cái dấu hiệu là nó cực kỳ, nó rất là nhạy cảm, cực kỳ không, nó rất là đơn giản đó. Mình khám vào đấy, bệnh nhân đau mình khám vào thì bụng rất là mềm, mình khám vào bụng vẫn mềm và ấn vào nó chỗ phúc mạc á, là nó tăng cảm giác đau chứ nó không có phản ứng đó. Mình ấn ấn từ 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 da ấn vào không, sau đụng với tới lớp phúc mạc thì làm tăng cái cảm giác đau lên đó, là bệnh nhân có cảm giác đau nhưng mà không có phản ứng đấy. Khi mà có cảm giác đau không có phản ứng như vậy thì mình nghĩ có hai trường hợp: một là bệnh nhân tới sớm quá chưa có phản ứng, hai là bệnh nhân tới muộn quá rồi mất cái phản ứng rồi đấy. Thì mình nghĩ như vậy đó, mình thì cái dấu hiệu này thì hướng tới như vậy đó. Do đó thì các bạn cần phải kết hợp với là các dấu hiệu khác khi mà có trường hợp này xảy ra, thì mình nói các bạn không đánh giá mức độ là các bạn phải kết hợp thêm các dấu hiệu khác để mà mình phân biệt, để mà đánh giá xem cái thử là cái thằng này tới sớm hay muộn hay mức độ nhiễm trùng như thế nào đó, thì mình phải kết hợp với các dấu hiệu khác nữa. Còn nếu mình quá rõ phần thân bụng quá rõ hay có cẩn thận bụng quá rõ thì mình nói đó, thì mình phân biệt là dễ thôi, nhưng mà rơi vào cái thằng cảm ứng phúc mạc này thì các bạn cần phải là cảnh giác đó và kết hợp thêm nhiều cái triệu chứng nữa để chúng ta đánh giá, phối hợp đánh giá đó. Chứ các bạn mà khám cảm ứng phúc mạc đó các bạn không chỉ có dựa chắc cái dấu hiệu này các bạn để mà chẩn đoán một cái vấn đề gì đó, các bạn nói đây trường hợp đi là trường hợp nặng rồi đây, vì phúc mạc nặng rồi đây đúng không, cần phải thế này thế nào thế kia, là mình thấy chưa phù hợp mà cần phải kết hợp thêm nhiều cái dấu hiệu khác nữa. Đó, tình trạng khác nữa, khai thác thật kỹ hơn nữa, tại vì rơi vào cái tình huống này thì rất khó để chẩn đoán. Trên lâm sàng mà mình gặp những cái tình huống này á, thì mình rất là khó chẩn đoán, thì mình phải khai thác rất là kỹ, khai thác từ bệnh nhân, khai thác từ người nhà đó, và mình khai thác dấu hiệu triệu chứng đó, và mình đánh giá rất là kỹ để mà chẩn đoán. Rồi bên cạnh đó là dựa trên các hình ảnh của CT đó, là mình phải phải đôi khi phải hồi chẩn trên trên phòng CT luôn để xem coi thử là bệnh nhân bị cái gì. Tại vì trường hợp này mình thấy không, nó khó quá, đôi khi bệnh nhân vào viện mà mình khám triệu chứng nó không rõ ra, như đây trường hợp đây là triệu chứng nó không rõ ràng á đó, triệu chứng không rõ ra nhưng bệnh nhân là tình trạng mà nhẹ tiếng nói, triệu chứng không rõ ra vào mà bệnh nhân tình trạng nhẹ à mình để theo dõi được. Còn trường hợp bệnh nhân triệu chứng không rõ ràng vào mà tình trạng nặng, tình trạng nhiễm trùng nặng là mình phải cảnh giác đó, là mình phải cảnh giác gọi cho kỹ để mà loại bỏ sót đấy. Và những trường hợp này thì các bạn ưu tiên á, là ưu tiên à coi thử là bệnh nhân này có rơi vào cái tình trạng là viêm phúc mạc nặng hay không đó. Khi mà khám có phát cảm ứng phúc mạc là phải loại trừ cái trường hợp là bệnh nhân có viêm phúc mạc nặng hay không, là cần phải khai thác tiền sử bệnh sử nó thật là kỹ càng và kết hợp với là cận lâm sàng đó, kết hợp với cận lâm sàng, hội chẩn cận cung với cận lâm sàng để đánh giá. Chắc chắn đôi khi mình cảm thấy chưa có chi cả, chưa có phản ứng à, bệnh nhân vào chưa có phản ứng, chắc chưa có cái chi đâu. Đôi khi mình chủ quan, mà đôi khi mình không biết đây là trường hợp nặng
Thì mình sợ cái vấn đề đó thôi. Đó, như bạn nói là mình tưởng là một cái đau bụng thông thường thôi, đôi khi mình bỏ sót, mà đây là trường hợp, đây là trường hợp là viêm phúc mạc nặng rồi, chuẩn bị sốc nhiễm trùng rồi. Thì mình nghĩ những trường hợp này thì các bạn phải khai thác thực kỹ, khai thác tiền sử bệnh sử thực kỹ kết hợp với cận lâm sàng nữa. Bạn Trần Minh Toàn có đặt câu hỏi: X quang bùng đứng có liêm hơi giữa cơ hoành nằm ở một bên. Nếu có trường hợp liêm hơi chỉ nằm một bên phía dạ dày thì làm sao phân biệt được bỏng hơi dạ dày với liêm hơi? Thì thì chụp phim ra thì cũng có thể là nằm một bên, hoặc là nếu mà khí nhiều thì nằm ở hai bên đó, và đa phần á, là nằm ở bên phải nó cao hơn đó, và đa phần á, thì sẽ tập trung ở ở bên phải. Tuy nhiên á, cũng có những trường hợp là tập trung chỉ ở bên trái đó, tập trung ở bên trái, và tập trung ở bên trái thì các bạn cần phải phân biệt với là mức hơi, gọi là cái chế độ mức hơi dạ dày đó, mức hơi dịch của dạ dày. Thì bây giờ bạn nói là phân biệt đúng không, phân biệt thì các bạn phải phải đến quay phim đúng không, quay phim thì mình thấy cũng khá rõ ra các bạn phân biệt được cái liêm hơi đúng không, liêm hơi là bọng hơi đi nó ngoài dạ dày khá rõ đó, một cái liêm hơi dưới cơ hoành đúng không, nó kèm theo một cái bọng hơi của dạ dày nữa, chắc chắn á, là sẽ có hai cái cùng lúc đó, hai cái cùng lúc, và nó phân biệt bởi là thanh dạ dày. Thì cái này thì các bạn phải quay phim đúng không, quay phim thì sẽ khá rõ. Nhưng bây giờ có phim thì mình cũng biết là ông trình bày miệng thì cũng biết trình bày như thế nào để cho các bạn hiểu được đúng không? Nhưng mà mình thấy phim nó khá rõ, đúng là hôm nay mình cũng quên, cũng đã là chụp cái phim đó lên để giới thiệu cho các bạn đúng không? Để các bạn nhìn thấy rõ. Nếu mà có cơ hội đi lâm sàng không, cơ hội đi lâm sàng thì có cơ hội thì mình sẽ chỉ cho các bạn thực tế trên phim á, thì mình sẽ thấy phân biệt nó dễ, nó cũng phải là khó. Ý mình nói là phân biệt cái này với là bóng hơi dày dày là nó không phải là khó đó. Do đó nếu mà các bạn đi các bạn nhìn á, là các bạn sẽ nhận ra liền. Các bạn có đặt câu hỏi gì thêm nữa mình cũng nói thêm, tại vì mình thấy cái dấu hiệu của cảm ứng phúc mạc, tại vì mình đọc hồi lâu thì đọc của học viện quân y thì cũng nghe không, thì mình cũng thấy là đôi khi là giai đoạn sớm nó cũng có, nhưng mà đọc các sách sau đây thì người ta khẳng định luôn là cảm ứng phúc mạc là giai đoạn muộn thôi đó, còn giai đoạn đầu thì phải, thì giai đoạn đầu cũng phải, thì cái nữa là cái gì đúng không, thì mình có thể, tại vì đôi khi cũng cũng có thêm cái nữa gọi là cái dấu ứng là kích thích phúc mạc đó, cảm ứng phúc mạc nó có dấu hiệu biểu hiện là kích thích phúc mạc nữa đó, đôi khi đó kích thích phúc mạc đấy, dấu hiệu kích thích phúc mạc thì có nghĩa là viêm đây, giống như viêm là do ví dụ dịch máu không, dịch máu dịch bình thường thôi chứ không phải dịch do vi khuẩn, dịch chưa phải dịch do vi khuẩn, dịch do là kích thích giống như do dịch vị nó tiết ra đó, thì nó gây đau, gây đau thì trường hợp đó hoặc là trường hợp vô sớm thì phúc mạc bị kích thích thôi, bị kích thích thì mình khám đó, mình khám thì người ta gọi đó cái gọi là cái kích thích phúc mạc, nhưng mà cái kích thích phúc mạc về khám với cảm ứng phúc mạc thì mình thấy khám như nhau, triệu chứng cũng như nhau đó, cái ứng vào bệnh nhân có đau tăng hơn thì chứng tỏ là có biểu hiện kích thích phúc mạc, thì mình nghĩ chắc kích thích phúc mạc và cảm ứng phúc mạc thì hàng cũng mình nghĩ chắc cũng gần 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 tương đương với nhau, tại vì cái triệu chứng khám đôi mọi thứ thì hàng cũng tương đương với nhau.
Tất nhiên cũng có nhiều cái tranh luận lắm, nhưng mà mình muốn các bạn là hiểu hiểu cái vấn đề, hiểu được cái vấn đề, cái quan trọng nhất là mình hiểu cái bản chất của vấn đề. Từ đó thì mình sẽ có cái cách nhìn và cái bàn luận trong phù hợp. Còn lại những triệu chứng đây là những triệu chứng gợi ý mà thôi, các bạn lưu ý đây là những triệu chứng gợi ý mà thôi, chứ không phải là cả triệu chứng quyết định. Các triệu chứng này gợi ý và chúng ta kết hợp với nhiều cái triệu chứng với nhau, chứ không phải là chỉ có chúng ta sử dụng một hai cái triệu chứng này để mà chúng ta quyết định hết thiến phải. Do đó mình nghĩ những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà không rõ ràng, thì những trường hợp đó là những trường hợp khó xác định, thì mình phải cần phải kết hợp nhiều triệu chứng hơn nữa để làm rõ vấn đề. Còn lại nhiều triệu chứng mà nó không rõ ràng thì mình không thì tức là khó chẩn đoán. Còn là đôi khi là các triệu chứng khác nó rõ ràng hơn đó, thì chúng ta dựa vào đó để chúng ta xác định. Các bạn có đặt câu hỏi gì nữa không? Ơi, nếu mà không có đặt câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể kết thúc cái buổi học lâm sàng sáng hôm nay. Rồi trong quá trình học, nếu mà các bạn có vấn đề thắc mắc thì các bạn có thể trao đổi đó, rồi chúng ta sẽ thảo luận. Còn bài học sáng hôm nay thì mình sẽ dừng lại ngang đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn tham gia cũng khá đông đủ và cũng đặt nhiều câu hỏi cũng rất